Em xin mời nhìn đi đổ xăng. Xe hết xăng rồi. Nhìn em có đơn nóng không chị? Mày với bạn giống nhau ấy. Mà còn bò. Sao tối mà ngủ? Chắc chuẩn bị đi chơi gái. Nhiều một quần tối mà chị ngủ sao đâu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục live stream những tựa game được nhiều người chơi, rất là nhiều lượt tải. Ở trên CF Play, link tải mình ở phần mô tả. Mời các bạn cùng theo dõi mình chơi game nhé. Nhiều bên đây còn nóng hơn, còn hai quần. Hai quần này còn hai quần đùi. Mà chị bí. Đâu? Sao à? Bắt đầu từ tuần sau mà. Các bạn cũng không đổi tiêu đề mình mất 50.000. Các bạn không đổi tiêu đề mình mất 50.000. Bạn không tìm được luôn mình. Anh Hoàng say rồi. Để say bảo 3K uống cội đây em. Thế mà chả thấy có lời nào rủ chị em ra, bảo chị em ra làm cốc. Chị gọi đón nhanh. Mình có được đón, nó được chỉ chẳng nói thế. Đi về chỗ đi, còn làm việc. Đi chỗ đi để còn làm việc. Đi. Trời ơi, lệch quay hàng bây giờ ấy nhá. Bài đấy. Thì mày không? Đau đầu chân dạo này nó tím cả vào. Đúng tay rồi đấy. Mình chắc không cũng vừa. Mình đánh chắc có nhẹ không? Đánh một cái đây là ừ. Đánh cho ba cái rồi. Đây là bạn kia nó nghiêng thì mình đổ. Say em rồi đấy. Đã say. Đúng tay rồi đấy. Để tí sang nghỉ thôi đấy. Ừ. Thật gì nhau? Ừ. Đi đi đi, tao sợ gì mà. Đấy à. Chị Lan đang có cái body nhìn đẹp đấy. Anh mà em chỉ biết Facebook chị Lan ấy. Facebook của chị Lan giống Facebook của máy Ngọc Lan. Đúng. Đúng không? Tìm nhau đi. Em tìm vào nick của em này. Nick của bà ấy. Ôi, để nữa cũng không mặc áo vào. Đây. Máy gì không like kìa. Nhìn tiếng Anh kìa. Và đây làm gì đúng không chị? Em không quan tâm nữa rồi. Thế thì như thế. Thế cuốn quá trời xem đấy. Đấy đi đến rồi đúng không? Đi tắm đi. Uống nước nào. Chị có để áo bao tao không chị? Không thấy á. Không thấy ạ. Không phải có tìm lắm. Để ta xem mình ra máy nhá. Vâng chị ạ, em mù 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 mù
mua đấy. Em đang ở đây đợi chị đây. Ơ chị cho em xem nào, nếu mà hợp gu là em tiến đấy. Nếu mà đúng gu em đang bây giờ đấy. Tự nhiên lệch mẹ bảo mai rồi. Nick của chị à? Anh chị ăn đẹp. À chị để avatar đẹp đấy. Thế các mấy anh em không có FA chắc. Không bán lọt che đâu.
Không, khe làm gì dính tít ra, thử nghiệm ra. Nhưng mà tôi thấy là khe ngoài đấy, nào ấy. Sao nó cứ nhét một tí nữa tít đấy. Còn à, chịu lắm. Vừa nãy em đi giặt quần áo, em gặp một xe lộn. Cơm ghê. Em không nhận ra luôn. Cho nên nó béo gì nữa luôn mà. Nhìn ai đâu, anh muốn xin lỗi nhỉ? Sao đâu, đâu ông ấy cũng thật ở quán ạ, quán áo ở quán đấy. Sao lẫn... 9 tầm cân đấy. Cân cân ở gần cái chị đấy hả? Thế sao đến lúc ông ấy đi, ông... Thế em ấy, anh xong rồi thấy biển số 37. Chắc là muốn xin lỗi. Hai anh em trả nhận ra nhau. Nhưng người xa lạ ấy. Từ trước rồi cái 80 thì ông hay ra cái đoạn mà... Công ty có máy giặt máy nhưng mà ông giặt mình giặt ngoài thôi, không giặt nhà đâu. Giặt mùa hè mùa đông, đây là khô. Thật là đâu giặt một tí thôi rồi. Giặt ở nhà ấy, giặt nhà thôi. Giặt ở nhà nó không có máy sấy đấy. Điều hòa đấy. Nhà đi. Nhưng ơi, xem bài viết ngày 17 tháng 4 đi. Bài viết đầu tiên là ngày 17 tháng 4. Quần áo không biết đi lắm hả? Của chị Lan ấy. Chúng bảo Hải đập trăm cho. Sao bên này chẳng có em nào đập trăm. Anh có em Hải đây nhỉ? Em Hải đập trăm nhỉ em Hải nhỉ? Phải đến tuần thì em đi bọn em đập rồi. Hôm nay em ra đây bảo chị nhé. Hôm nay em ra đây bảo chị nhé. Sang tuần mới đây. Tuần này đến tầm bao? Chẳng biết. Anh không có để ý đâu. Yếm mẹ. Chết yếm mẹ. Anh có biết trận đầu năm 13 ấy, mọi người ăn trên đường. Cái xếp, cái đi chơi. Cái đi chơi mới cũng có một ít nữa. Chê 45 cân ấy. Năm 13 ấp đoạn nào của anh? Kito Lai dòng Kona dòng cuối cùng. Đi data tầng 1 dòng cuối cùng. Đó hả? Đi, đây là bên đi cô à? Nói đi tôi ăn một ít rồi tắt đi cô ăn ít, chẳng có ai đâu. Đầu 531. Đúng. 531 hay 513? 513 hay sao? Anh Hoàng say rồi. Xin đây. Interline cuối cùng đoạn cách một dòng. Vừa uống rồi. Sao? Vào áp luôn. Đâu có đông giác vấn đề. Cuối cùng anh đoạn cách một dòng ấy. Được chưa? 609. 513. Cô đó chưa sâu. Cô ấy đi cô đâu ấy? Đi cùng ấy. Cô đi cô. Anh biết ở đâu đâu? Ở xin mình rồi. Ở xin mình rồi. Chị đang quay video khá chưa? Chưa. Cam đang ở đâu? Chỗ bạn. Không mãi không đoát được. Lắm chuyện. Đây này, nốt ở đâu? Đầu nhá. Cuối nốt rồi. Cuối cũng người nốt rồi. Đâu? Lắm quá đi. Cô mẹ em cho 30 con này. Đây cái này. Đâu cơ. Em phải tính trên cái tỷ lệ cơ thể đi. Anh phải là vị trí được chứ. Nhìn anh Hoàng kìa. Anh là gì ạ? Tớ phải chân thằng là chân thằng là gì rồi? Tớ thân thằng là được nhiều cái. Lớn nghĩa là ai lưng nặng hơn. Chân luôn. Nào. Chú. Vào tay cái nào. Em đây nằm chạy bỏ anh lên mất. Cái gì? Ai được dùng cái hàng của anh chân thằng hòa được tấn. Đấy. Vâng đi. Lưng cơ mà. Hả? Nhấp mà. Hôm nay anh Tùng béo nghỉ nhỉ? Anh Tùng về rồi. Không lỡ anh Tùng nữa. À. Để cho hai người nhấp. Muốn nhấp vào mắt. Anh làm sao nhấp? Ở đây chắc nhà anh Tùng. Anh nhảy thân nhân. Trong phòng này. Em nặng hơn anh nhớ hơn anh. Ừ. Tuấn Anh. Tuấn Anh bao cân? Tuấn Anh. Anh 63 cân. Thế nặng nhất. Chị Yến. Thế nặng nhất. Yến này. Nặng nhất gì cho bà chị Yến không đến Tuấn Anh.
Bao nhiêu? Em có 5, 5, 9, 60 thôi. Không nhớ gì. Yến đi 74. Yến không hả? Yến, 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 Yến biết. Đừng có học văn chứ, Yến biết, Yến biết. Còn Giang thì không nói rồi, có 9 con mà tôi không. Yến biết, ok. Nhưng nhất còn muốn tẩy rồi. Nhưng nhất thì cân nặng. Bây giờ mẹ em đi cân 63 cân thì á, em với cân anh là một đối thủ. Là một đôi. Một đôi thủ. Một đôi. Đôi thủ. Thầy ơi, thầy có phải chắc mẹ ăn một cái bánh mì với hai miếng nem rồi. Thầy có phải đi cân. À, tính một đô anh ạ. À? Thầy nào cái tựa. Cân đi tựa. Cân đi một đô. Thầy bán được nhiều này. Thầy muốn 9 cân. Thầy bán được nhiều này. Thầy Lô Thanh. Thầy là không ổn, nó quay đi ra đây. Khi mà nó video phán của mày quay chưa? Em vẫn làm người. Chưa anh ơi. Chưa em ơi. Mạng nhất. Chưa đang ok rồi. Chào. Anh nói Chiến ạ. À. Là... Chiến. Ok. Kệ. Chiến ta tay rồi. Hôm nay một ngày bác đủ mail inter chưa? Đủ anh ạ. Bây giờ bắt đầu. Sao đây anh ơi? Anh ạ. Đủ em chưa đủ anh ơi. Em chưa đủ. Thế làm em ạ. Ok. Thế mới chị em chưa đủ thì sao làm ạ? Chưa đủ thì làm em ạ. Em bảo tối qua rồi là ấy. Buổi tối mình sẽ làm mail backup. Và kiểm tra lại các cái kênh của mình. Kênh bắt đầu đấy. Kênh video và... À nó lát đấy. Vẫn là 10. Kiểm tra lại số lượng video. Vâng ạ. Và làm sao đấy? Em mới nhầm à? Không. Anh kêu không được. Không biết. Nó mở rồi, đi cô mở rồi. Nhập backup được 2 cái mèo rồi. Bay đường mấy cái ui đi cho mở. Wow. Thế mùng 1 này. Em bay bị đỏ. Chết mỏi. Vẫn cái đầu. Vẫn cái đầu này. Chết em, bay đầu mình đi backup mà. Em bay từ con 2 năm tập thắng. Để đưa cái. Tự nhiên, mẹ lệch miệng bằng vai sao ấy. Cái vấn đề kênh mình làm chuẩn từ hôm nay đến 2 hôm tới chứ là thiết là chưa để video mình làm ok đấy. Còn là cái vấn đề về số lượng video mình làm chuẩn chỉ thế thôi. OT cái kênh nào mới mình thêm 2FA các thứ bạn. OT thì sau mình làm nó nhàn. OT có một số kênh của ví dụ của Quang ấy, Giang ấy nhưng mà chắc rồi bằng áo khác rồi. Cái gì cơ, tên gì ạ? Yến Nhung Điệp, anh đổi một số kênh ngồi. Sao anh không đổi cho em? Em thì anh vào anh không vào được bên cạnh của em. Mà anh vào được kênh của rồi. Thế không đổi em? Chị mày đã đổi cho mày muốn học kênh ngồi, 6 kênh ngồi. Được không? Mấy điều. Mọi người kiểm tra lại các kênh của mình nhé. Mình cũ hay cái cũ xích kìa. Mọi người kiểm tra lại tất cả kênh của mình. Kênh nào chưa đổi nốt ta thì anh vào làm nốt. Còn gì ấy? Ai gọi em ấy? Các cái kênh nào mà... Ai gọi em ấy nhở? Đủ cái video của mình không? Quay chuẩn gì nữa? Ghi chuẩn ra. Nhưng mà nó cũng màu đen, nó chỉ thay hình thôi. Thì ra anh lấy lý cớ là lấy do là anh không vào được viết của em. Bây giờ chỉ quay cam đấy không đến cái hình đấy là được. Anh kiểm tra thì anh thấy em làm hết rồi. Anh... Hơn 11 giờ anh ạ. Bây giờ thế nhưng mà... Ok. Alo ạ. Người thông cảm. Nghe nói đấy. Anh đến chưa? Từ ra để quay video phán nào. Ok. Từ từ. Ui, mệt. Mệt quá. Đến nào. Đầu tiên tôi sẽ quay video kể một đoạn chuyện. Tôi xin phép được bắt đầu. Vợ ơi đợi anh. Chương 57 mọi chuyện. Vài ngày sau đó cô được phu nhân và hắn đưa đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ vừa bước ra, gương mặt ông không giấu được sự vui mừng mà nhìn từ Lâm nói: chúc mừng phu nhân, nếu phu nhân mang thai con trai. Thật sao? Từ Lâm hai mắt
mở to thì bị bác sĩ lại một lần nữa. Thật thưa cô nhân, ấy ra tốt quá, cảm ơn bác sĩ. À phải rồi, ok cho tôi một số thực phẩm tốt cho mẹ bé. Cô nhân ngay mắt sáng rực thì bác sĩ nói. Được thưa cô nhân, bác sĩ nói xong liền quay lại phòng khám. Từ lâm lúc này muốn cười thành tiếng, quay mặt ra nói với con trai mình. Nghe chưa, con của con là con trai đấy, ha ha. Sao mẹ vui chứ vậy? Cô nhân nghe giọng hắn giống cũng quay sang nhìn, mặt hắn lúc này hơi căng ra, chuyện rõ chữ lại xác định tranh chủng trên mặt. Ừ, con đó có con rồi mà như con nít. Cô nhân giở giọng trách cứ, mẹ à, cô từ có cách bước ra cười tươi nhìn bà. Từ lâm và hắn thấy cô bước ra nhanh chóng đi đến đỡ lấy tay cô. Hắn tốt tắm tình về nhà, mau chúng ta mau đi siêu thị mua đồ cho cháu ta rửa tang. Cô nhân vui vẻ kéo tay cô nói. Sau khi tôi quay video xong và đọc truyện xong thì tôi sẽ được quay chi siêu thị sớm như này. Sau đó tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa video bằng phần mềm để phù hợp với tiêu chí của kênh. Tôi vừa hoàn thành quá trình sửa video và đây là file sản phẩm của tôi. Những video này sau đó tôi sẽ kiểm tra kỹ lại một lượt rồi tôi up lên kênh Huy Hoàng Vlog. Vừa rồi là toàn bộ quá trình tôi sản xuất ra nội dung có trên kênh Huy Hoàng Vlog. Tôi xin cam đoan rằng tất cả các nội dung trên kênh Huy Hoàng Vlog và tôi sản xuất ra rất mong được những YouTube xem xét cho tôi tham gia chương trình đối tác. YouTube tôi xin cảm ơn. Được mà anh, lấy lại cái lấy lại bộ qua thôi. Chị ông mà chị mấy trăm mà. Chị lấy gọi là. Ừ. Bay, bay cao bay xa đi. Tôi vừa hoàn thành quá trình chỉnh sửa video và đây là file sản phẩm của tôi. Những video này sau đó tôi sẽ kiểm tra kỹ lại một lượt rồi tôi up lên kênh Mai Anh Vlog. Vừa rồi là toàn bộ quá trình tôi sản xuất ra nội dung có trên kênh Mai Anh Vlog. Tôi xin cam đoan rằng tất cả các nội dung trên kênh Mai Anh Vlog đã được sản xuất ra. Rất mong được những kênh YouTube xem xét và cho tôi tham gia chương trình của các YouTube. Tôi xin cảm ơn.
Tuấn Anh với chị Điệp nhé. Lô 6 mấy hảo thì tích không ra một con luôn. Chỉ có được cái đầu 513 phải không? 513 là ra. Chương 108. Chương 108 á? Alo, cái gì Hồ Văn Trương tương tương tạo cái gì gì? Chương 108 đúng không? Vâng. Ok, nhưng mà chị tưởng hơi chị đọc chương 83. Xem chị đọc chương. Đúng cái này. Anh Hoàng ăn phở quấn. Đảm bảo quán này ngon. Có một quấn này.
Thì bà phút nha. Đó là mình ra mình ra phút là không phải. Chị chẳng phải quay lại cái sáng nay. Chị đang không cho nó xem cái hình, đúng không? Cái hình của xin bật cái kia lên xem nào. Tức là nếu mà không hình, không có cái hình áo này thì sẽ không cần phải quay lại. Nhưng mà chứ tại sao? Quay mặt thì nó phải từ xa nữa. Xa gì ở đây cũng... Xa gì mà khi chị ấn xem mặt đấy, ở đây cũng có xa mấy đâu, nó cũng có gần đâu. Bình thường mà. Làm chưa nó có hình con gấu màu đen. Đúng. Nhưng mà mình quay ở trên này thì mình áo màu đen rồi, rồi sao phải nhìn thấy cả con gấu nữa làm gì trời. Nhưng mà lúc quay mặt ra nhìn nó cam ấy. Đó, ý là tôi đang đọc cái này. Chị sẽ không cho xem cái con hình của chị đúng không? Đúng. Tại vì bây giờ mình phải nhìn gần con hình rất là rất là. Thế cũng đỡ phải quay lại nhỉ? Thì đấy. Hợp lý ghê ta. Đầu tiên tôi sẽ quay kể một lần chuyện tôi xin phép bắt đầu có một thiên đạo chương 48 từ tiền xong vào tôi xin linh các vị đạo hữu lần sau thì hội bài ta có thể không cách nào đổi mới trước chưa từ đó cái tổ chúng ta luôn diệu lên kính một vòng khi tôi quay video và đọc chuyện xong thì tôi sẽ được quay quay chương trình sửa như này. Sau đó tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa video và phần mềm để phù hợp với tiêu chí độ kênh.
Thích được chưa? Thế để em đọc nhé. Đầu tiên tôi sẽ quay video kể một đoạn chuyện. Tôi xin phép được bắt đầu xuyên đến bộ lạc Nguyên Thủy của 140 và lên buông xuống. Một nhóm bốn người trở về giữa trưa nấu ăn cũng rất đơn giản, dù sao buổi tối chính là một buổi trạng cơm xong tập động mạch một chút. Hai người Ellen và Oman liền đi chuẩn bị hỗ trợ đất sống trên quảng trường. Lửa trạng cũng không tất nhiên là phải có đống lửa, chẳng những cần nước phù chú này còn giá nướng nồi đá và những thứ nặng nề này vào tay đến phần. Ơi giời ơi, nói cậu cái này đi. Anh nói mà. Đầu tiên tôi sẽ quay video kể một đoạn chuyện. Tôi xin phép được bắt đầu xuyên đến bộ lạc Nguyên Thủy kiểu 140 mà lên buông xuống. Một nhóm bốn người trở về giữa trưa nấu ăn cũng rất đơn giản, dù sao buổi tối chính là hội của trại cơm nước xong tập thể một chút. Hai người Ellen và Oman liền chuẩn bị đi hỗ trợ đất chống trước quảng trường. Lửa chặn thì cũng tất nhiên là phải có đống lửa, chẳng những cần nước của lửa còn có giá nướng đồ đá và mấy thứ nặng này vào để phần thứ nhất đến vẫn khác. Đương nhiên những cái khác ví dụ như vật nhỏ bông bát linh tinh thì liệu như và Eva có thể cầm đi. Nếu tư chỉ để cho Eva cầm một ít cái nhỏ và nhẹ, dù sao cũng là người mang thai vẫn nên chú ý ít nhiều. Người ở đây đều rất coi trọng giống cái và ấu tể. Uống chi dòng cái đang mang thai, mấy ngày nay để cho Eva đi theo cô chạy xung quanh, khiến cho chủ nhân người ta cực kỳ đau lòng và nỗi ức. Bộ dạng Omen sùng nhất như vậy đã rất khó được. Hôm nay hai anh em Ellen săn được không ít con mồi. Một người hai con thú lớn cũng được ăn sau khi hai người cứu thập xong. Thì tính từng con mồi của mỗi người đi xử lý, những thư muốn hỗ trợ cũng không được. Ellen chỉ là im lặng, không hé răng đã cầm đã thú đi, làm cho cô rất bất đắc dĩ. Sau khi tôi quay video và đọc truyện xong thì tôi sẽ được quay video chưa chỉnh sửa như này. Đó, và tôi vừa hoàn thành quá trình chỉnh sửa video và đây là sản phẩm của tôi. Sau khi tôi quay video và đọc truyện xong thì tôi sẽ được quay và chưa chỉnh sửa như này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa video.
Tôi vừa hoàn thành quá trình chỉnh sửa video và đây là phần sạc file thực hiện của tôi. Những video này sau đó tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, rồi sau đó tôi upload lên kênh Cuộc Sống Tẻ Nhạt. Vừa rồi là toàn bộ quá trình tôi sản xuất ra nội dung có trên kênh Cuộc Sống Tẻ Nhạt. Tôi xin cam đoan rằng tất cả các nội dung trên kênh Cuộc Sống Tẻ Nhạt là của tôi sản xuất ra. Rất mong mọi người YouTube xem xét và cho tôi tham gia chương trình đối tác YouTube. Tôi xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái dây an toàn đấy thôi. Cách chỉnh vào cuốn. Quay quay không nhỉ? Không muốn chị rồi. Đang quay thì xong rồi thật luôn. Một trong hai cái nào? Cái đây. Đây. Đây, ở đây. Nửa cái. Trời. Trời. Cái hơn một nửa cái chất kinh thôi. Thank you.
Lòng Lòng nghìn rưỡi. Nghe Winter tôi mà chị ơi. Đấy, em không lấy được. Em rồi bắn được. Bắn thử nó không bắn được backup lại. Đấy. À rồi bắn thử không bắn được backup lại. IP Singapore. Này máy nữa không? Cho nhanh. Con này bắn nhá. Anh chưa, con này chưa làm gì cả. Lấy máy của anh nữa không? Cho thành 3 máy. Chị điên. Bớt điên ạ. Hà ơi, con HMA nó không hiện lên cái là bật, nhưng mà nó là hiện ở trên trên cái gì nhỉ, cái này gọi là cái gì? Cô được chuyển đi anh. Anh chưa hiểu nó là cái HMA ấy. Ừ. Ở trong cơ app thì nó không hiện đấy, nó không hiện là bật, nó là off. Ừ. Nhưng mà trên cái nó hiện chìa khóa rồi. Vâng, thì có được mà đúng không? Ừ. Sao vậy thì em ấy? Nhắn tin cho em đi. 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 Nhắn tin cho em
6 tiếng chưa bao giờ mới hết. 6 tiếng là xem review cho thế mày. 6 tiếng. Đau đầu luôn, chán thế. Em đi đổi tên đây. Em lại đi đổi sáng rồi. Sáng nay đổi rồi. Sáng nay đổi sáng rồi đây. Chết rồi. Xem từ ngày mai. Quay tên nào. Tên 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 em cầm bát rồi nha. Sao lại bị Barry nhỉ? Chỉ cần vào tạo kênh thôi. À mèo 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 enter để không cần phải tạo kênh. Domain thì phải tạo. Phải 4 số ạ. Anh tự bao nhiêu? Hả? Anh tự bao nhiêu? 10 rồi đó. Ô đâu? Thank you.
đây. Nhưng một phần thưởng bổ sung nhận xét công khai trên sẽ được xuất bản. Tính chung luôn. Cập nhật cài đặt. Chung cương luôn. Đâu ấy mà, tên nó thế mà. Cập nhật cài đặt là sao? Đổi tên ấy. À. Chị cũng có một tên như thế nhưng mà. Cập nhật cài đặt là sao? Mất đầu. Tôi đợi ra là đâu em? Google. Ở đây. Bạn cần phải ở quốc gia đã chọn ở Google. Đúng không? Biết mi vòng là nó dính câu đấy được.
cẩn thận đây. Ok chưa? Ok, phải không? Thích ăn thêm thẻ thì ăn. À thôi, phải không? Phải không từng con một à? Đúng rồi. Em đợi nó tí, đừng ấn stop nhá. Đợi tí là nó hiện xanh nhá. Xong rồi ấn xuống bằng dưới. Biết. Biết mà, em thích mà. Đấy, đôi đặt. Không về là cốt không về. Sao thì văn đồng luôn. Rượu làm rồi, bia làm rồi, sao mà lắp được. Thôi xong. Để lâu ấy nhỉ. Thank you.
Hãy
Tôi vừa hoàn thành quá trình chỉnh sửa video và đây là file sản phẩm của tôi. Những video này, sau đó tôi sẽ kiểm tra kỹ càng một lượt rồi sau đó cũng ra lên kênh Cao VD Vlog. Vừa rồi là đoạn toàn bộ quá trình sản phẩm ra nội dung có kênh Cao VD Vlog. Tôi xin cam đoan rằng tất cả các nội dung trên kênh Cao VD Vlog là của tôi sản xuất ra, rất mong đội ngũ YouTube xem xét và cho tôi tham gia chương trình với các YouTube. Tôi xin cảm ơn. Gửi lên nhóm chị. Mà cho vào cái link
Áp lên driver hộ anh ấy. Linh nào đấy? Dạ. Linh nào đấy? Chịu mà anh Nga đi đầu. Áp lên driver tải xem. Cái đợt trên mình tải. Hoặc là anh hỏi anh Hải, hỏi anh Tuấn Anh này, hỏi anh vừa áp. Hải ơi! Áp lên đâu ấy? Xong rồi gửi link đấy cho anh Nga. Mail của chị. Mail của chị. Okay. Bật chia sẻ nữa. Không quay được gì à? Không quay bằng điện thoại á chị? Cắm tắt tay nghe rồi mà.
Hôm nay mọi người đều 6 tơn hết nhở? Đúng không? Là 7 tơn, là mình sẽ nốt là 7 tơn. Không. Ý là phải quay tơn nữa. Đúng rồi. Ý là chúng ta có người quay à? Chúng ta quay hết. Kiếp thôi, được nữa các chị là đến tận 11 giờ quay. Mọi người quay đến sáng rồi ạ. Cái lần mà thức dậy tắt mở cho bọn mình mà yên tâm em ạ. Ai đây? Lão không à? Có anh nghe thấy tiếng không gì không? Không, chắc có thằng sẽ tầm khoảng 1 giờ sáng để cơ tắt này, bật cho mình tiếp này. Chắc có thằng tầm 1 giờ sáng, vào đây. 12 giờ, 11 giờ, 11, 11. Đêm qua 3 giờ em bảnh ạ. Chính là 11 giờ. 3 giờ? Đúng. 1 nửa. Phải cả 3 giờ mới về. Em thì thấy không được nhỉ? Nói nha. Cái gì? Em để do nhân viên của ba đã được rồi. Xin lỗi anh. Hồng, mình chỗ em ở có khóa từ ok. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà vào được vậy? Khóa điện tử. Anh nghĩ sao? Là sao nhỉ? Chìa khóa thì chỉ một mình em có. Với chị chủ. Anh nghĩ xem. Anh nghĩ xem tại sao. À, anh Hoàng ơi. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Để tao mà tí nữa mình về mình quay. Anh Hoàng. Nếu mà 9:30 em quay 11:30 là tao tiếp. Nếu mà em quay từ 11:30 đến tiếp sau để cho tắt thì là được. Hai tơn nữa thì em để ngày mai nốt thôi, bây giờ ngay quay chân này rồi. Đêm, hay là mai nốt luôn. Anh em mình nốt 10 tơn đấy. Nốt 10 tơn đấy. Kiểu không qua mất điện đấy. Kiểu... Tên chả biết nào, cái sáng dậy mánh móc có túi, sẵn hết. Sẵn được em là em tự làm. Anh nghĩ anh biết rồi. Các mày khác đi. Sao nhỉ? Nói thẳng vào mặt con này thôi nhớ đi. Khó thế. Nói thẳng vào mặt. Ở đây. Sửa máy em đây này, nó chưa lên đây này. Em nốt đến 9:30 nha, còn tơn sau là về... Chúng là ngày hôm nay bọn em quay được bao nhiêu tơn rồi? 6. Tí về là 7. Em đã tính 10 luôn rồi. Thì là anh có wow. Em về em có tình mà đi em ơi. Cái có 10 tơn đấy. 10 tơn anh nhé. 10 tơn thôi. 10 tơn hôm nay bọn em sẽ được wow. Trong video. Mình thích thì mình xem thôi. Nó mời em nhé. Nếu mà sai số lắm chị trách nhiệm nhé. Số tại em lúc sai chứ sao lại thêm. Bây giờ ví dụ mất điện thì nào. Thế bây giờ bị ví dụ mẹ em là 6 tơn rồi em nốt 6 tơn đây ạ. Báo cáo thì sáng mình báo cáo mà. Thì đến sáng người em đến xem mình được bao nhiêu đầu điểm bốc nào. Em cứ nốt đến bây giờ thì em được 6 tơn đi. Sáng dậy em thấy thêm được những đơn hàng thì em cứ thêm vào 4 nữa. Nên là chắc là bên có người tự lấy cho mình nên đúng 4 tơn. Thì chưa ạ? Anh là người trả anh.
Anh em vứt nốt 10 đơn này. Chỉ có anh bác sĩ Hải thôi. Nói chưa? Đấy, một, hai kênh của em được 20 video rồi. 8 kênh được 19 video rồi. Con sẽ thấy rồi. Phá đi để con lấy nhớ. Chỉ riêng là trả tiền. Tí nữa mình một giờ mình sẽ tắt cho bật cho mình tiếp. Cứ xóa đi nè. Cổ La Hiên. La Hiên làm sao? À, từ thời cổ Chí Kim. Nói là hoàng. Là thế thôi. Đã nói gì đâu. Thế thôi. Hmm. Đấy. Anh đừng nốt ngày nào ra ngày đấy. Về bên ngày nào ra ngày đấy được. Ngon đã. Nên là nốt đủ số video của mình là được. Nhìn xem 287 rồi. Vâng. Sống bao nhiêu điều á. Long là bom. Trông khỏe đấy, biết được nữa. Thế thì vừa nãy em chụp ở cái quả mà anh Hoàng nó rõ. Ôi trời. Tự đánh giám tự ngủ đi. Mày mất giận lắm rồi, không được. Số này. Nào, đâu? Chửi. Mệt lắm rồi đấy. Tạm biệt anh bắt đầu. Đấy, từ tối rồi, chưa đấm anh có nào đâu. Anh cài em từ sáng xem từ sáng đến giờ em.
đứa con chó này. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Em còn 10 phút nữa. Đi đến chưa chỉ được 10 phút rồi. Ô, thế nhưng bật cùng em à? Thế thì đi muộn chẳng các bạn nhiều quá. 10 phút bạn vào. Chỉ có 10 phút nữa thôi không? Đấy, chỉ có 10 phút nữa thôi. 2 tiếng 45 giây đi thầy. 7 phút nữa thôi này. Đi nữa 10 phút nữa bọn mình với bà đã bảo lái 7 phút nữa. Thế thì chị cho phải đánh người ta mới chịu nhé. Chết đấy. Chị một ngày mới với nhiều người thêm. Em bao nhiêu có phải đi tắt đâu nhỉ? Đi đâu cũng có nhà đấy. Lao thôi. Hai ba không. Tách bàn tắt điều hòa nhá. Tách bàn tắt điều hòa nhá. Giờ mà bàn tắt ra là bị điên mất. Làm một đoàn quân ở chỗ hôm qua. Cái này cầm cái tiền như anh vậy, như người ấy.
cái gì đến pha lần lại chẳng lên ngay. Anh vừa cho rồi. Chưa kịp sờ nhìn ra đã chẳng lên. Chưa. Đây, đứng giỏi rồi. Bao giờ nó hết cái màu hồng này nhỉ? Trong cái lông của nó kiểu nó theo nhiều chiều nữa. Mấy nữa nó rụt hết, nó không rụt hết đâu. Này, trái nó. Trái lông nó. Nó có một quả thôi á. Mình xem nó phi không? Xin chào. Cô mai mua nước nước trà đi. Vâng.
gọn vào cái góc này không? Xin chào mẹ, gặp lại các bạn nha. Đứng dậy ngồi không gọn lại để con lau á. Bây giờ mày xong. Cứ kiểu không nghe thấy ý. Chịu. Không nhất cái ghế này nè. Không thấy tay nó cầm à. Mở tay đã. Ok anh Hoàng. Ok anh. Đi ra cái tầng này bắt nó đi. Có thể còn đấy không? Không. Rồi. Anh sao nó lại làm trên đệm này? Lâu rồi. Hoàng mẹ ôm nó vào lòng ngủ tắt chân cho nó. Còn thấy sáng đều lại vậy. Đây không cho nó thích này. Đây còn cả cái thêm lúc nó cái này mà. Cả phần nữa. Anh về mà. Cả phần hết thích mà. Nhưng mà anh thấy là mình cần một chút nữa. Tên ảo à? Chúc các bạn sân bay vui vẻ ạ. Các bạn cùng chơi game với mình nha. Xin chào các bạn đến với live stream của mình. Nếu mà em bảo sủa em đã viết thêm câu hỏi rồi.
Thank you.
nó sát vào người luôn ấy. Mấy giờ đi xem rồi bạn? Gì anh? Mấy giờ đi xem? Mấy đâu xem sao? Anh tưởng đã mua vé rồi. Hả? Anh tưởng mua vé rồi. Vé gì anh? Vé cờ vào. Anh xem nó lấy gì đó. Nào nó hết quả nào anh em ơi. Em xin rảnh anh ạ. Chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Video hôm nay mình đi được 60 trái đấy. Ủa? Đi đến mai tôi thứ 7. Em nó quay tôi thứ 7. Em cũng thế mà. Tôi 70 mà. À ừ 70 nhỉ. Chị có 69 không? Chẳng ghê sao. Cũng phải cảm ơn anh Hoàng mọi người nhỉ. Anh chả làm gì nữa. Cảm ơn anh. Anh có làm gì đâu. Đừng giờ cái giọng dỗ ở đây. Anh Hoàng ơi, đặc trùng nhưng mà không đặc trùng tên nhưng không trùng kênh được không? Đặc được tên. Tới lúc mà bắt em đổi lại là anh em không được. Mà sao? Nghĩa là bây giờ một cái tên em có thể đặt ở hai video ở hai kênh khác nhau, được không? Sai mẹ tiếng Anh nha. Anh có ý có thể check được kênh này nhưng sao kênh khác đố anh nhớ thế. Chị cũng cảm thấy mà. Chị cũng cảm thấy. Sao phải khó chịu với nhau thế? Tỏ nước sang đất lãnh thổ ở đây. Nói chuyện. Quá trời. Anh Hoàng gửi cái gì để mãi cái phòng. Mình đến đây. Em đang là ai đấy? 500 nghìn anh ạ. Chào các bạn, mình quay trở lại với em. Bạn vừa bán gì với tôi cũng nổi má. Bạn xin vai vui vẻ nhé. Đánh lâu. Ồ, không biết đâu. Có lắm.
anh Hoàng ơi, anh có hack cái webcam nào của anh Giang không? Có. Anh Giang bé cơ. Một cái sắp cho tôi định quay. Trên đường sảnh mà. Trên ngoài. Chúng ta thì em xóa cái gì? Chúng ta nhấn nó 5 cây gì? 5 cây gì ạ? À? Đây đấy. À, hôm qua có đủ 5 cây nó như leo ấy.
làm được trước. Không được gửi, không được gửi, không được gửi. Báo ứng sẽ đến đi mình. Đến đây về đi. Chứ là em đã xong đâu. Ai hỏi Yến, ai hỏi Yến chưa? Ai? Chứ đi công ty đến. À, em gửi đâu ra đi. Em muốn chờ bật video lên chứ. Đúng rồi. Đợi, em bật nước video ha. Chị cũng bật video đó, chị cũng giấu tim đó. Em nhìn nhau không về là không không nhá. Có hai bạn nhất rất được qua. Ok luôn. Chị tin nào sáng được nó. Toàn thấy anh chân ở đây rồi. Nó chỉ đến 30 phút thôi. Quầy lắm điện thoại. Tài cụ ấy. Nhưng nhận tiền thì có tài cụ không? Hải Hải. Sao? Về đi. Nó không chạy về. Đấy, Yến đang làm việc nhé. Các bạn đừng có làm phiền Yến nha. Buồn cười lắm chứ. Thì như vậy buồn cười lắm. Chúng ta làm việc nhé các bạn. Ok, đi về đi. Chuyện bắt vui là ngao đá. Cái gì cơ? Ngao đá rồi đó. Con rớt phép. Ôi, con rớt sạc. 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 Ôi, con rớt sạc
anh Hoàng nhớ xem video của bọn em nhé. Em rất cảm ơn anh Hoàng nhé. Không phải đấy. Giờ tôi sao? Vấn đề có thể mày đấy. Nhiều video thì cái nhiều cân khổ quá lòng. Sáng mai mới giờ anh quả. Tầm 7:30 đúng không ạ? Vâng. Lúc đấy đang dậy. Mát,
Không, tầm 12 giờ chưa được anh. Tại tầm giờ đấy em mới rảnh em làm trước mà. Vâng. Thế tầm 9 giờ nhanh đi. Vâng. Đang trong tư để quay. Nào. Quay đi. Quay mày gọi bảo phí mới quay đi. Lên nhắn điện thoại. Đầu tiên tôi sẽ quay video kể một đoạn chuyện. Tôi xin phép được bắt đầu. Vọng Kỳ Công chương 7, một cân thế thảm thương, 15 năm tài sản. Đầu tiên tôi sẽ quay video kể một đoạn chuyện. Tôi xin phép được bắt đầu. Vọng Kỳ Công chương 7, một thân thế thảm thương, 15 năm dài trải qua như giấc mộng. Giờ thì hàng của bà đã lớn khôn nghề nghiệp, nguyện vọng cũng khá tinh thông, nhờ thông minh tiến bộ của dòng máu vô địch tiến hàng cờ. Thì sư thức họ sống nuôi dưỡng tàn trường của thơ, thấu thơ, trường dạy chiêu thức, trường dung dương lập địa. Câu chàng từ lúc tuổi mới lên 10, nhưng về nội lực của chàng hãy còn chấn khỏi. Một ngày kia, tống phùng chân gọi hàng tiền bán vào phòng, thuật lại mọi việc cũ năm xưa tại ngôi nhà họ hàng cho chàng nghe. Hàng Tùng Bá chết lặng cả người khi biết mẹ chàng vượt hậu chi hoa trần lạc nhạc đã không dâm cùng địa ma vương diệu võ lúc thân phụ hàng cầm bắn vào nhà. Dòng máu cao cùi trong huyết quản Hàng Tùng Bá sôi lên tình dục cũng vì tên đại ma đầu triệu võ lên cảnh nhà chàng tan nát chưa đi và chàng cũng thuận lợi đã làm ra chuyện ô nhục mang tiếng xấu không có cách nào gội rửa sạch. Tuy nhiên nước mắt Hàng Tùng Bá chảy xuống lòng lòng nỗi đau thương dâng lên tục tục. Tống Phùng Chân khuyên nhủ: con ạ, trong cảnh ngộ này con chớ quá thương tâm, làm nhục cả lan nhi chí khí. Giờ con hãy ra chốn giang hồ trước hết tìm phụ thân con xem sống chết như thế nào. Đã liệt tích giang hồ từ 15 năm qua, sau đó giết ra ác ma để được ma vương. Sau khi tôi quay video và đọc truyện xong thì tôi sẽ được quay chưa chỉnh sửa như này. Sau đó tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa một phần mềm để phù hợp với tiêu chí của kênh. Tôi vừa hoàn thành quá trình chỉnh sửa video và đây là file sản phẩm của tôi. Những video này sau đó tôi sẽ kiểm tra, ghi lại một lần rồi sau đó up phát lên kênh Hoàng Khai ID. Vừa rồi là toàn bộ quá trình sản xuất, ra nội dung có trên kênh Hoàng Khai ID. Tôi xin cam đoan rằng tất cả
các nội dung trên kênh Hoàng Khai IT là tôi sản xuất ra. Rất mong đội ngũ YouTube xem xét cho tôi tham gia chương trình đối tác YouTube. Tôi xin cảm ơn. Thank you.
Xin chào đội ngũ YouTube, tôi là chủ sở hữu của kênh Hoàng Kha IT. Hôm nay tôi có nhận được thông báo kênh của tôi không được bật tiếng tiền do bị nghi ngờ sử dụng lại nội dung của người khác. Tôi xin cam đoan rằng tất cả các nội dung mà tôi up phát lên kênh Hoàng Kha IT là của tôi sản xuất ra. Kênh của tôi sản xuất ra những video với mục đích truyền tải những bộ truyện hay, ý nghĩa với các tác giả khác nhau, các chủ đề truyện khác nhau. Sau đây tôi sẽ tiến hành lại quá trình sản xuất ra video mới cho kênh. Sau đây tôi sẽ đọc câu chuyện Vong Hình Cốc chương 7, một tân chiến thảm thương 15 năm trải dài như giấc mộng. Nam đừng gõ bàn tím thế nào. Sau đây tôi sẽ đọc câu chuyện Vong Hình Cốc chương 7, một thân thế thảm thương 15 năm dài trải qua như giấc mộng. Giờ thì Hàn Trung Bá đã lớn khôn nghề nghiệp, nhiều con cũng khá tinh thông, là thông minh lĩnh hộ của dòng máu vô địch kiếm Hàn Cầm. Vị sư thúc họ Tống nuôi dưỡng chàng từ của Đồng Thơ, truyền dạy siêu thức, chiều tương dương lập địa cho chàng từ lúc tuổi nhớ lên người, nhưng về nội lực của chàng hãy còn kém cỏi. Một ngày kia, Tống cùng chân gọi Hàn Trung Bá vào phòng, thật lại mọi biến cố năm xưa tại ngôi nhà họ Hàn cho chàng nghe. Hàn Trung Bá chết lặng cả người khi biết nhà chàng được hậu chi hoa trầm ngạc nhạc đã thông dân cùng địa mang quân triệu võ. Các bạn mình off stream đây.